take a trip to my Chào các bạn, trong những thiết bị smartphone trên thị trường, Sony luôn là hãng được đánh giá cao về tính ổn định khi sử dụng, hỗ trợ rất tốt về mặt giải trí như camera chụp ảnh đẹp, màn hình sắc nét, nghe nhạc đỉnh cao. Và hôm nay D-Channel sẽ gửi tới các bạn video tổng hợp những smartphone của Sony đang được bán chạy nhất ở rượu thông minh. Đầu tiên phải kể đến thiết bị giá rẻ nhất trong danh sách này, đó chính là Sony Xperia T2 Ultra. Sản phẩm này sở hữu màn hình 6 inch, hỗ trợ đồng thời tới 2 SIM. Sở hữu những gì tốt nhất của Sony hỗ trợ cho việc giải trí như một màn hình lớn được cải tiến với màn hình LCD cùng tấm nền IPS, song vẫn được trang bị công nghệ tăng cường hình ảnh giúp cho màu sắc vẫn đậm đà và một góc nhìn tốt. Camera sau lên tới 13 megapixel với các chế độ chụp cao cấp như trên Xperia Z1 hay Z2 sẽ cho bạn những bức ảnh chụp đẹp nhất. Thiết kế máy mỏng, nhẹ, điểm trừ duy nhất chính là chất liệu nhựa khiến cho việc cầm trên tay sẽ dễ bám mồ hôi. Sản phẩm này được trang bị chip Qualcomm S400 lõi tứ dung nhịp 1.4GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, đang được chạy sẵn hệ điều hành Android 4.3. Đây là một cấu hình vừa đủ để các bạn có thể chơi tất cả những game nặng, chạy đa nhiệm hay nhiều tác vụ đồng thời. Và cùng với dung lượng pin khủng lên tới 3.000 mAh, rõ ràng T2 Ultra với mức giá chưa đến 6 triệu đồng sẽ là một lựa chọn không thể hợp lý hơn. Tiếp theo chính là Xperia Z. Tuy đã ra mắt tại thị trường Việt Nam đã khá lâu, từ đầu tháng 4 năm 2013, nhưng hiện nay sức hút của sản phẩm này vẫn chưa hề giảm nhiệt bởi với một mức giá quá tốt. Xperia Z gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế vuông vức nam tính đầy mạnh mẽ. Chất liệu kính cường lực được gia công trên sản phẩm này khiến nó trở nên sang trọng hơn. Về mặt giải trí, có thể nói khó có sản phẩm nào toàn diện như Xperia Z với những điểm mạnh đó chính là màn hình 5 inch, độ phân giải Full HD sắc nét, màu sắc được tăng cường với công nghệ Mobile Bravia Engine 2. Vì vậy khi các bạn xem phim luôn cho một cảm giác tuyệt vời nhất, hình ảnh có chiều sâu rất đẹp. Ngoài ra trình nghe nhạc với Walkman cho chất lượng âm thanh rất hay, tiếng bass nghe chắc nhất là khi các bạn sử dụng bằng tai nghe AX300 đi kèm. Camera chụp ảnh 13 megapixel với cảm biến của chính Sony cho chất lượng hình ảnh được đánh giá cao hơn hẳn so với những sản phẩm trong cùng phân khúc. Xperia Z được sử dụng con chip S4 Pro 4 nhân với dung nhịp 1.5GHz, RAM 2GB. Đây là cấu hình vừa đủ để trải nghiệm tất cả những game nặng nhất hiện nay. Và đặc biệt khi mới ra mắt, mức giá của Xperia Z rơi vào khoảng 16 triệu đồng. Nhưng sau hơn 1 năm thì hiện tại sản phẩm này chỉ có giá chưa đến 7 triệu đồng. Và đây sẽ là cơ hội tốt để các bạn sở hữu siêu phẩm đình đám một thời. Trong các sản phẩm của Sony, có lẽ Xperia Z Ultra đang sở hữu màn hình khủng nhất lên tới 6.4 inch và một cấu hình hoàn toàn tương đương như Xperia Z1. Z Ultra được trang bị con chip S800 RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Chiếc tablet này có hiệu năng không hề thua kém so với những thiết bị cao cấp hiện nay. Các bạn có thể chơi mượt mà tất cả những game 3D khủng. Với những trải nghiệm cơ bản của chúng ta thì Z Ultra có cấu hình quá thừa thãi. Tiếp theo, với những sản phẩm màn hình lớn, thông thường độ phân giải không được cao, còn với Z Ultra thì màn hình đã đạt tới Full HD cùng với công nghệ Mobile Bravia Engine 2 giúp hiển thị sắc nét và đậm đà hình ảnh và cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên một màn hình 6.4 inch. Về việc hỗ trợ giải trí như chụp ảnh thì Sony luôn là lựa chọn hàng đầu. Xperia Z Ultra được trang bị camera sau 8 megapixel. Về phần này thì các bạn luôn yên tâm bởi Z Ultra sẽ cho chúng ta những bức hình ưng ý nhất. Cuối cùng, tính năng đặc biệt trên Z Ultra chính là khả năng chống nước, giúp người dùng không phải lo lắng khi đi dưới trời mưa hoặc không may rơi vào nước. Sản phẩm này có thể sử dụng thay thế hoàn hảo cho một máy tính bảng mà vẫn có thể đảm bảo tính năng đàm thoại như một smartphone thông thường. Ngoại trừ việc kích thước màn hình quá lớn sẽ khó cho việc di chuyển, còn mọi thứ trên Xperia Z Ultra đều hoàn hảo, từ thiết kế cho đến hiệu năng cũng như việc phục vụ giải trí. Và hiện tại Z Ultra đang được bán tại di động thông minh với giá là 7,5 triệu đồng. Khi mà Xperia Z1 chính hãng đang có mức giá trên trời thì lựa chọn những sản phẩm Z1 xách tay sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Hiện tại di động thông minh sẽ có hai phiên bản cho các bạn. Một là phiên bản Xperia Z1 quốc tế với giá gần 9 triệu và Xperia Z1 AU với giá hơn 8 triệu đồng một chút. Đây là những sản phẩm đến từ chính quê hương Nhật Bản, sở hữu một thiết kế sang trọng vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó là cấu hình mạnh mẽ chip S800, RAM 2GB, màn hình Full HD. Xperia Z1 hướng tới những bạn nào thiên về giải trí đa phương tiện bởi với ống kính G-Lens 20.7MP, Z1 luôn đứng top đầu về mặt chụp ảnh. Màn hình hiển thị đậm đà có chiều sâu mà chúng ta vẫn gọi là nét như Sony. Và tất cả mọi ứng dụng nặng, những game 3D hay chạy đa nhiệm thì Z1 đều có thể chơi mượt mà. Và hơn cả đó chính là tính năng chống nước, chống bụi bẩn. Với tất cả những yếu tố trên thì Xperia Z1 chính là một sản phẩm cao cấp có mức giá hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu các bạn đặt ra một câu hỏi là lựa chọn sản phẩm nào cao cấp của Sony toàn diện nhất về cấu hình cũng như giá tiền thì Xperia ZL2 chính là một lựa chọn tuyệt vời. Bởi sản phẩm này đến từ nhà mạng AU với tên mã SOL25. Các bạn có thể sở hữu một siêu phẩm cao cấp với cấu hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại với RAM 3GB, chip S801, màn hình Full HD, camera 20.7MP với thấu kính G-Lens cao cấp tương đương với cấu hình của Xperia Z2, song mức giá chỉ tương đương như Z1 mà thôi. Chính xác, chiếc ZL2 là một biến thể khác về thiết kế so với Z2 khi nó sử dụng chất liệu nhựa thực dụng chứ không phải là nhôm và kính cường lực cao cấp. Song ZL2 vẫn được trang bị khả năng chống nước, chống bụi bẩn. Một điểm hạn chế duy nhất của sản phẩm này chính là việc khi về Việt Nam nó phải cài lại rung cúc mới có thể dùng ổn định.
Và hiện tại giá của Xperia ZL2 chỉ hơn 8 triệu đồng một chút, sẽ khiến cho nhiều fan của Sony nói riêng và người sử dụng sẽ chọn mua sản phẩm này để sử dụng trong nửa cuối năm 2014. Và thiết bị cuối cùng trong danh sách này cũng là siêu phẩm đầu bảng của Sony, chính là Xperia Z2, sở hữu toàn bộ những gì tinh hoa nhất của Sony về thiết kế, tính năng, cấu hình. Z2 chính là một trong những sản phẩm đáng sở hữu nhất ở thời điểm tại trong danh sách những bom tấn ra mắt năm 2014. Xperia Z2 sở hữu một thiết kế đẹp hơn Z1 khá nhiều, cầm thoải mái, máy mỏng, nhẹ hơn khá nhiều. Các chi tiết nhìn tỉ mỉ và vô cùng tinh tế. Với cấu hình, đó chính là RAM 3GB, chip S801, bộ nhớ trong 16GB. Camera vẫn giữ nguyên với thấu kính G-Lens 20.7MP, có khả năng quay video 4K. Và không còn bất cứ điểm gì để chê trách trên chiếc Xperia Z2 này. Đây là một smartphone hoàn hảo và đỉnh cao nhất của Sony. Hiện tại Z2 ở rượu thông minh sẽ có hai phiên bản, với phiên bản sách tay với giá chỉ hơn 12 triệu đồng một chút, còn Z2 chính hãng với giá gần 14 triệu, các bạn có thể lựa chọn một trong hai sản phẩm này. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn những sản phẩm tốt nhất của Sony đang được bán chạy ở rượu thông minh. Nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên like Facebook cũng như subscribe channel. Xin cảm ơn các bạn.